Lớp màng bảo vệ trên dòng Galaxy Z Fold và Z Flip xuống cấp quá nhanh khiến nhiều người dùng Ba Lan phải phàn nàn. Thêm vào đó, những trung tâm sửa chữa của Samsung tại nước này không còn muốn khắc phục sự cố trên. Từ đó, một làn sóng phẫn nộ chỉ trích trên mạng xã hội Ba Lan đã đổ dồn vào ông lớn công nghệ hàng đầu Hàn Quốc này. Ngoài Ba Lan, những sự cố nêu trên của dòng Z Fold và Z Flip còn được ghi nhận ở Hà Lan. Samsung sau đó lập tức có động thái chấn an người tiêu dùng theo đó hãng thông tin rằng khách hàng có thể đến các trung tâm bảo hành được ủy quyền của hãng và thay thế miễn phí nếu máy vẫn còn trong thời gian bảo hành samsung hoàn toàn thoải mái trong việc đưa ra các phiếu giảm giá cho các sản phẩm của hãng đây được coi là hành động thông minh giúp giữ chân khách hàng để vẫn khiến họ chờ đón những sản phẩm tiếp theo và dù vẫn có vài đơn kiện nhưng rất có khả năng gã khổng lồ hàn quốc đã đạt được với chủ nhân của những chiếc máy này những thỏa thuận riêng